Hello, hello, xin chào các bạn nha. Bữa nay mình order giấy đi cầu về tới 40 thùng rồi. Bây giờ mình đi xuống đây mình quay cho các bạn coi nha. Các bạn xem nha. Đây. Chồng lên một cái 3 thùng. Đây là 9 thùng. 9, 18. 1, 2, 3, 4, 5. 133 đem vô cái nhà mình cất dưới đây 6 thùng nữa, 39 dưới đây thùng ngoài 40. Giờ một mình khiêng vô trong này mệt à, mệt à các bạn. Mời các bạn theo mình nha. Giờ mình đi. Mình đi xuống hầm mới được. Mình phải chuyển cái này xuống hầm. Trên cái kho của mình nó đầy hết rồi. Đây là mấy máy lạnh. Đây tủ lạnh. Mấy thùng thùng đó là rồi supply. Một mình đem xuống hầm cho mở ra các bạn. Thôi rồi. Mở đèn lên chút xíu. Đồ đây giường không. Đây tới 3 phòng luôn các bạn. Đây là cái ống để mình giặt tháo hết các bạn. Để giặt tháo hoặc vết mình mà bị nước cặp vô á. Ống bên trong cái lệnh còn cái anh thuận nhanh. Đây cái cây này là cây hút để hút nước lên các bạn. Nào. Chắc lên đây. Lỡ gặp gì nữa. Mình lên đây nha. Oh my god. Ok. Làm cách này xuống rồi tới rồi. Giang này. Chơi kiểu vậy. Chúng mình tụt nó xuống.
Đây là cái gì nè. Nào thôi. Đợt mùi vậy là mùa cà rô nè. Thì chợ người ta bán hết rồi. Mình bắt buộc phải order cả tuần lễ rồi đó các bạn. Cái này mình mua order 40 thùng. Mà một thùng nó có 80 rô. Sao các bạn thấy chưa? 80 rô. Chua lai là hai cái miếng giấy nó mỏng, thật là mỏng đó. Đó, một 550 ship. Một ship là nó một tấc. 3 nhân cho 4.05 là coi như là gần tấc vuông á. Là miếng miếng vậy đó, có đường xé xé các bạn. Mà tới 550 miếng vậy đó, một rô. Một cái rô nó vậy nè các bạn. Thấy không? Xuống hầm hết mấy thùng này. Để xem mình chất cho đây coi sao nha. Mình chất xuống đây.
có trên kia 10 thùng nữa. 10 thùng nó có tới 45 rô thôi. 45 thùng cho thôi. Anh có 80 nữa. Thường thường mình đi về ra đường mình mua xe mua. Cái đợt này ví dụ cà rô này vậy chứ người ta mua hết trơn luôn. Như cái hầm này nó có 3 phòng nè các bạn. Bên này phòng đó nè. Để giường không các bạn. Đây có tủ áo. Đây là cái cửa lai đò. Như đây là 3 chân giường luôn. Đầy hết luôn. Chân giường. Giường các bạn. Cái này còn đó có cái bedroom trong đó đó. Bên này phòng nữa nè các bạn. Các bạn thấy không? Giường không à? Cái này là cái cha giường. Ok, có người xuống help các bạn ơi. Ok, thả xuống. Chùi xuống rồi. Rồi. Lên kiên vô. Chọc chả.
Ok, chuẩn bị. Thả xuống đây nghe các bạn. Ok. Ok. Đổ mồ hôi rồi. Ở ngoài lạnh ghê luôn rồi. Thì nó lật luôn. Thả từ từ để cho chùi chùi từ từ xuống. Thôi qua đây nè. Có ý gì? Thế đấy. Yeah. Sâu có người giúp đỡ hơn phải không? Yeah. Nhiều lắm hả? Một kho luôn hả? Yeah. Ok, bắt đầu được các bạn. Hôm nay thả xuống từ giờ đâu có bấm quay đâu. Wrong. Wrong way. Ghê quá rồi. Giờ cho nó có cả ngoài cho nó. Ok. Thank you. See you later. Bye. Còn chánh mấy thùng này để chánh luôn. Mỗi lần em xuống đây phải tớ bỏ lên tầng mấy thứ này phiêu lên. Chứ giờ đi chánh đầy cái nhà cho nó không có chỗ để luôn các bạn. Tới trở lên là còn 1, 2, 3 để đến 6 thùng. Đây chỉnh 6 thùng này các bạn. Một giấy là 4. 4 lần 3 12 với 12 24. 24 30 34. Ni bằng 3 đi. Đây tổng cộng 34. Dùng tắt đèn lên trên.
này là mấy chai dừa. Chai dừa đây. Lên trên đây thùng, bên này hai thùng, mà thấy không, còn này một cái ly giường tủ lạnh, còn đây nè, giấy đi cầu nè các bạn, 2, 4, 6 khăn gối, cái gì giường nệm đầy hết trơn, tủ bàn ghế máy lạnh đủ thứ. Bên đây phòng nữa nè các bạn, không kịp các bạn xem nè, nó thui rồi đây nè, giấy đi cầu nè, giấy chùi mũi này, giấy chùi mũi, giấy chùi mũi, đây là những cái máy lạnh, hai size là size lớn, size 42 inch với size hình là hai mấy, 24 inch hay gì, 24, 26 rồi quên. Đúng rồi, 26 inch. Khăn thùng vô. Đây còn ngoài 2 thùng các bạn. Đây thùng đi kia thùng. Đây, 2 lúa xin chào các bạn nha. Hẹn video kế tiếp nha các bạn. Coi video mình nhớ nhấn like giùm mình nha các bạn, nhớ nhấn subscribe, ủng hộ 2 lúa. Xin chào các bạn, bye bye.